你了。快点出来吧。哎，带你出来了，带你出来了。来，刚叫我们把公主呢。说，快点。刚叫我们把公主。弟弟。Phương Lan xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở về với kênh Phương Lan, cuộc sống Trung Quốc của gia đình Lan nha. Hôm nay mùng 3 Tết rồi nè. Hôm nay Lan và Bảo Sinh chuẩn bị làm nồi lẩu của ông bà, cô chú. Ở bên Trung Quốc mình muốn làm lẩu cay thì mình đến tiệm mua một cái bịch nấu lẩu về nấu. Đây là cái cửa tiệm ở gần nhà Lan nè. Một làng như vậy á thì chỉ có một cái tiệm như thế này thôi à. Ở bên này á, người ta không có quán ăn, người ta không có buôn bán dày đặc như ở Việt Nam mình đâu. Một đầu làng như vậy nè thì chỉ có một cái tiệm tạp hóa, có chỗ bán thịt, bán thà, bán rau, còn có chỗ thì không có. Giờ là ở đây á, mình tự trồng tự ăn thôi à. Xin chào này này, xin kêu thôi chào này này. Hai con chào bà cô chú. Hai con chào bà cô chú. Hai xin chào bà cô chú. Nấu lẩu á thì mình không thể thiếu đó chính là rau. Ở đây á là những cái cụm đất á mà nhà Lan nhường lại cho cô chú hàng xóm trồng. Cho nên là mình muốn ăn á thì mình cũng có thể đi hái vô mình ăn. Cô chú ở hàng xóm á, người ta không có la rầy gì đâu cả nhà. Lần với lần à? Đi ra đây mới lên đây. Đây, nhìn lại sư dân này. Ủa, xin là xa rồi luôn. Rau, hả? Xin là xa rồi. Nhớ bà đã có cua, lỡ sao lại cua lại xin lại. Lỡ sao lại có ra nhà cua. Đi xin lại cơ xin lại. Thôi này. Ừ. Mấy xa thú kia. Không nhớ thú, bà thú được chứ kia. Thú hào xin. Tại sao bây giờ Phương Lan làm những video bình dị, những video mà không có ồn ào là do bây giờ Lan đã thay đổi rồi ông bà cô chú. Phương Lan cũng không còn để ý những chuyện nhỏ nhặt mà chỉ tập trung vào cuộc sống giản dị của mình thôi à. Ở bên Trung Quốc á, nồi lẩu thì mình không thể thiếu gừng, cũng không thể thiếu hoa hồi, quay lại là vỏ quế. Hoa chiều, hoa sáng cú, sáng cú, hổng rào. Đây. Hoa sáng cú, hổng rào, cái lông bụi. Bữa nay thì Lan và anh Bảo Sinh á, làm một cái lẩu hai vị nha mọi người. Người đàn ông của năm đang bảo là Lan thèm ăn lẩu lắm luôn á. Nên là Bảo Sinh nấu này cả nhà. Chứ cơ sứ sả. Hãy
够美，先煮开了，去搞桌子走，安排桌子去。好。先做个桌子来。啊。小份。好嘞。你拿酸菜进去，过来。先豆腐看。Nhà Lan thì không có cái bếp ga nhỏ nhỏ, có cái bếp điện này nè. Nồi lẩu hôm nay là phải có cái bếp điện này thì mới nấu lẩu được. Cái bếp điện này lúc trước Lan và anh Bảo Sinh đi làm hồ ông bà cô chú, rồi mua để ở công trình á, thèm cái món gì thì mua về nấu. Chẳng hạn như thèm tôm, hải sản thì cũng có thể mua về luộc. Cũng có nhiều cái công trình mà người ta không có bán đồ ăn, cho nên hai vợ chồng mua cái bếp điện này nè. Nhưng bữa nay nó hư rồi cả nhà. Còn Tết ở bên Trung Quốc á, trước khi ăn á, thì mình phải đốt pháo nha. Là không biết là phong tục gì, chỉ biết là mùng 1 Tết 12 giờ đốt pháo, rồi 1 giờ đốt pháo, 2 giờ đốt pháo, đốt cho tới sáng luôn. Và mỗi bữa ăn á, thì cũng phải đốt pháo. Ở chỗ khác thì không biết sao, nhà chồng Lan á, thì đốt mỗi lần là 2 loại pháo nè. Cái bếp điện từ á, bị hư rồi ông bà cô chú, cho nên là Lan với anh Bảo Sinh á, lấy cái nồi điện này ra nấu luôn nè. Bây giờ thì chỉ còn có lẩu một vị à. Còn muốn nấu một cái nồi không cay á, thì Lan và anh Bảo Sinh nấu riêng cho bé Tiểu Huệ. Đây là lần đầu tiên bà nội Tiểu Huệ ăn lẩu á, ông bà cô chú. Chứ nào giờ bà nội Tiểu Huệ không có biết ăn lẩu đâu cả nhà. Cây nấm kim á, thì bữa hôm Lan mua ở trên siêu thị. Tôm á, thì Lan cũng mua ở trên siêu thị đem về. Còn cái thảo á, thì ở nhà đi hái. Và rau cũng vậy luôn á, ông bà cô chú. Lan với anh Bảo Sinh nấu nè. Mấy con này thì còn ăn hết cả nhà ơi. Con mời ông bà cô chú ăn lẩu. Con mời ông bà cô chú ăn lẩu. Ơi bà cô chú ăn lẩu. Đi chưa này dạ. Nó chưa đây. Nó chưa đây, chờ với đây. Chết chết đi đó. Giơ sáo cho con. Cho lại đây, cái nhà ta có sáo cho con đây. Mẹ nói này con có ta có sáo cho con lại. Dạ, cái có sáo cho chị đừng có sáo. Ở
的用，没得的，哪个还用？打湿水。来来，你可以烧噻，你赶紧买个盆来。拿出来，来吃，来比赛，来。就按个面，你挖一点在那里面吃，对，那就虾子。我奶奶一起吃。还有金针菇。这个是什么？嗯，好吃。嗯。我的饭出来了。你吃了没有？我的饭呢？不是饭。吃这个。这是火锅。吃这个。嗯，好吃。我再换它。来。好辣呀！该我不会。不辣呀，让这里摔一下，让这里摔一下就不辣呀。这个摔不摔？你那个不辣。你这个一点辣椒都没有，嗯，是不是刷一下就不辣，放点菜就不辣？你倒也没得加滴的，这个好吃，没味道，不加滴的，汤多了。那还是放点菜，放点菜。我那个菜呢？菜这个我捞起，这是好蔬菜。那个土豆还有菜的，土豆我捞。把菜给吃嘛，好吃的。来，妈，你有买菜的吗？我还觉得盖盖的多嘛，我来杀了。你们不是把好锅盖到，好锅盖。这还有什么菜？啊？加的就没得盐味，没得辣味。好，就这。Quá trời là nó cay, nhưng mà ngon lắm nha mọi người, ăn ngon lắm. Giờ là hôm giờ bệnh đó, cho nên là ăn cho nó sạch. Sao phải được 1 điểm rồi, là, không phải? Ngon chưa? Ừ, một người một chút, anh có thể hòa tan, hòa đến thắng hơn. Hai cái quả chi cu là mà. Có chi cu phải có, là phải có.你就玩金箍了，跟妈妈说，妈妈给你煮好不好？嗯。不是吃这个的，还吃金箍。他金箍多少，他都吃完。快吃，快吃，快吃！他都吃不着。还有虾子姐，捡个虾子给姐。快吃，还可以喝点这个汤，这个汤一点都不辣，紧张。萝卜煮好了嘞。他杀的这些给妈妈吃了。放上，你放点虾子。反正有虾子啊。里面有，把里面先捞着吃。把那个有啊，别这里有虾子。不要不了。不了。啊？啊，留了。这把熟了。虾子，红煎虾子。把这东西不要，把这东西不要。快吃，快吃。可以吃。Còn bé Tiểu Huệ nè, mê ly luôn ông bà cô chú. Tiểu Huệ ở với bà nội rất là khéo nha cả nhà. Mỗi bữa cơm á thì cũng không có phải cực khổ gì đút cơm này kia cho nó cả. Hôm nay một nồi lẩu bình dân như thế này, nhưng bà nội Tiểu Huệ ăn rất là ngon luôn. Bao nhiêu cái Tết rồi, không có năm nào mà Lan và anh Bảo Sinh nấu lẩu cả. Đây là lần đầu tiên bà nội Tiểu Huệ được ăn lẩu á ông bà cô chú.有麦菜呀来，他给你来拿着。那就盖着，Mà chưa vừa vào hành tu anh ạ, vừa xíu hơn.
一块去煮的来。妈妈，我喜欢吃啥吗？我喜欢吃这样的。嗯。来，就这样了。还蛮好。 Ừ, ở bên Việt Nam mình, mọi người ăn Tết như thế nào? Còn ở bên Trung Quốc á, thì nhà ai nấy ăn. Chỉ có dòng họ thì qua lại thôi. Còn ở đây á, nhà ai nấy ở á nha, ông bà cô chú. Vậy thôi, video của Vừa Lan đến đây thì xin được phép được tạm dừng rồi. Hôm nay mùng 3, gia đình Lan chúc ông bà, cô chú, anh chị có một cái Tết an khang thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe. Cũng cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã đồng hành với gia đình Lan trong suốt thời gian qua. Lan cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị rất là nhiều.